dơ dữ vậy? Không thể nói là bên mình không có duyên với các cái dòng xe Solati. Với cái mốc 200.000 cây số này thì chiếc xe này có một vài cái điều mà mình rất là thắc mắc, và các bạn hãy tiếp tục theo dõi để xem nó là gì nhé. Chiếc xe này thì thực tế nó đang bị cái áp suất nhiên liệu cao, do đó nó có tiếng gọi chạch chạch chạch, các bạn có thể nghe rõ không? Tuy nhiên thì cái chiếc xe này thì mình không có xử lý cái tiếng chạch 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 đó, mà mình chỉ tiến hành bảo dưỡng họng gió, EGR và bộ lọc khí thải cho cái con Solati này thôi. Và các bạn hãy xem này, các cái bộ phận của con xe này mặc dù xe đã chạy được 200.000 cây, nhưng mà cái điều mà mình rất là thắc mắc là tại sao mà các cái muội than bám nó không có nhiều ha. Thì mình cũng chưa có dịp để hỏi kỹ được cái người chủ xe này họ chăm sóc xe như thế nào. Và các bạn hãy xem đây, các cái đường gió nạp của nó có thể là chiếc xe này đã được vệ sinh trước đây. Chứ thường thường thì những con Solati mà chạy ở cái mốc 200.000 cây số này thì nó rất là dơ nha các bạn. Thường muội than nó đóng một lớp rất là dày. Và đây chính là cái két làm mát EGR cũng như là cái van EGR của cái con Solati này. Và muội than thì nó bám thông thường thôi, cũng bình thường thôi. Ở cái mốc thì những cái con Solati mà cỡ 100.000 cây thì cái EGR mà nó muội than nó bám như vậy thì cũng là một điều không có gì là lạ cả. Và đặc biệt là các bạn có thể thấy là cái hệ thống các cái van của EGR của nó thì nó cũng muội than nó cũng chỉ bám cái lớp rất là mỏng. Và đây là các cái ống gió này thì cái nhựa đường nó cũng không quá nhiều nha, so với cái mốc 200.000 cây của nó. Và đây là cái cảm biến áp suất khí nạp sau turbo, nó không quá dơ đó. Và như vậy thì chắc chắn là cái chiếc xe này sau khi mà vệ sinh xong thì nó sẽ chạy rất là khác biệt nha. Và đây là cái bộ phận trăm triệu của Solati, bầu lọc khí thải ha. Và bên mình đang tiến hành tháo cái bầu này ra để vệ sinh. Cái bầu này nếu các bạn vô trong hãng hỏi đồ chính hãng thì giá nó dao động khoảng tầm 90 triệu nha. Thì thôi mình làm tròn lên 100, và các bạn thấy là nó cũng không quá dơ lắm. Chắc chắn là cái chiếc xe này, một là anh chủ xe dưỡng xe rất là kỹ, và cái thứ hai nữa là có thể vệ sinh ở cái mốc trước đây rồi. Và bên mình sẽ sử dụng dung dịch D30 chuyên dụng để vệ sinh các cái bộ lọc khí thải cũng như là két làm mát EGR của cái dòng Solati này. Và mình sẽ thả nguyên một cái két EGR vào trong cái bình dung dịch. Các bạn sẽ thấy là muội than nó sẽ nổi lên như thế này, và chỉ sau khoảng tầm 5 phút là sẽ đen ngòm cái thùng nước luôn nha. Và tiếp tục thì bên mình sẽ đổ cái dung dịch D30 với nước nóng này vào trong cái bầu lọc. Và cái bầu lọc này nếu các bạn theo dõi cái video trước đây á, thì khi mà mình đổ là nó không có, nó bị tắt rồi nên là nó không có chạy được. Và đây là quá trình bên mình rửa lại cái két EGR. Và khi mà bên mình xịt á, xịt rửa thì các bạn lưu ý là áp lực tia nước nó phải nhẹ nha. Còn chúng ta mà để dùng cái áp lực quá cao nó có thể lủng cái két EGR này luôn á, rất là nguy hiểm. Và cái đây là cái quá trình bên mình vệ sinh cái bầu lọc khí thải, thì các bạn thấy là muội than nó cũng ra rất là nhiều. Tuy nhiên là đối với một số dòng Solati thì mình thấy rằng nó có, chiếc xe này thì không có. Những cái chiếc xe khác thì các bạn hay theo dõi trên kênh của mình, các bạn sẽ thấy là nó có cái chất màu nâu đỏ nữa, giống như đất đỏ ba gian rồi đó, nó chảy ra khi mà mình vệ sinh như thế này. Còn cái xe này thì nó không có. Và các bạn hãy thấy cái muội than nó đã được sạch bóng ha. Đây, tất cả cái ống nó đã sạch, và chắc chắn là cái chiếc xe này nó sẽ tránh được cái tình trạng bị nghẹt bầu lọc. Và đây là quá trình bên mình vệ sinh cái đường gió. Đối với cái dòng Solati này, khi mà cái bầu lọc của nó bị nghẹt nó sẽ xảy ra một cái hiện tượng đó là bị dầu có nhớt. Không biết là anh em nào chạy Solati có gặp tình trạng này chưa. Trong quá trình mình vệ sinh cái họng gió rồi cái EGR, cái két mát EGR là những cái bộ phận mà nó sẽ đưa gió vào trong động cơ, do đó chúng ta cần phải thổi khô nó, không có để nước nó vào trong và nó sẽ chui vào trong động cơ mình thì nó sẽ không tốt. Đây các bạn thấy là các cái van EGR sau khi đã vệ sinh. Sau khi mà vệ sinh xong hết thì mình bắt đầu mình gắn lên lại trên động cơ. Tất cả các cái bộ phận trước và sau khi vệ sinh thì nó sẽ hoàn toàn khác biệt nha.
Và đây là bộ phận khiến cho xe bị hao dầu. Nên là các bạn chủ xe, anh em chủ xe nên vệ sinh nó định kỳ nha. Và một cái thao tác tiếp theo đó chính là bên mình sẽ vệ sinh được phần nào hay phần đó. Các cái muội than ở trong cái đường gió nạp, trong cái lỗ đi vào xúc bắp. Thì cái việc này nếu mà chúng ta sử dụng các phương pháp bắn đá khô hoặc bắn chấu thì nó sẽ chặt hơn. Tuy nhiên cái vấn đề quan trọng nhất đó chính là chi phí. Và cái công đoạn để mà ráp này cũng khá là lâu. Để hoàn thiện một chiếc Hyundai Solarity vệ sinh các cái hạng mục như thế này thì nó mất khoảng tầm 6 tiếng. Và công đoạn cuối cùng là châm thêm nước làm mát để bổ sung cái lượng nước làm mát bị hao hụt sau khi mà tiến hành vệ sinh cái van EGR. Và cái động cơ này thì nó còn một cái tình trạng đó là cái áp suất nhiên liệu nó không đều, dẫn đến nó có cái tiếng gõ chạch 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 chạch. Tuy nhiên thì cái vấn đề này anh chủ xe không có tiến hành xử lý nên là bên mình không có xử lý vấn đề này.